nam sinh, nữ sinh, thậm chí là cả thầy trò. Xinh hơn đánh, ngứa mắt đánh, ghen tuông đánh, đôi khi chỉ đơn giản là thích thì đánh. Đây là hình ảnh nhóm nữ học sinh Thanh Hóa cầm gậy đánh hội đồng một bàn, khiến cư dân mạng phẫn nộ, bất bình. Còn đây là hình ảnh học sinh tại Hà Nội đánh nhau vì mâu thuẫn tình cảm. Tổn thương, thậm chí là sang chấn tâm lý sau những vụ việc như thế này. Và đã có những hậu quả đau lòng khi các em tìm đến cái chết bởi uất ức và xấu hổ. Điểm chung dễ thấy là càng ngày, các vụ việc học sinh đánh nhau càng mang tính bạo lực, thể hiện ở các hành vi hành hung, vô cảm và được chia sẻ ngày càng nhiều trên các trang mạng xã hội. Trên thực tế, ngoài số lượng các vụ bạo hành ngày một tăng, thì mức độ nghiêm trọng cũng tăng đến mức báo động. Ở vụ việc mới đây nhất, sự phẫn nộ đã lên tới đỉnh điểm khi một nữ sinh bị đánh hội đồng dã man, bị chính những bạn học lột hết quần áo ngay trong lớp học. Đáng nói sự việc xảy ra nhiều lần, nhưng cả giáo viên và nhà trường lại tìm mọi cách để bao che, giấu giếm. Bạo lực học đường nó đã khá phổ biến và cần phải lên án cái hành động này ạ. Cái việc đó không thể kiểm soát được, nhà trường và gia đình cũng không thể nào mà kiểm soát được các bạn. Nên là em nghĩ là cái việc bạo lực học đường nó càng ngày càng gia tăng chị ạ. Hậu quả của bạo lực học đường không chỉ nằm ở tổn thương thân thể, mà còn ở những dư chấn tâm lý khi các em còn quá trẻ nên khó làm chủ cảm xúc. Trẻ em bị bắt nạt thường có nguy cơ cao đối với các vấn đề về sức khỏe tâm thần, bao gồm cả trầm cảm, lo âu và đau đầu. Bắt nạt cũng có thể gây ra thiệt hại lâu dài đến lòng tự trọng, khiến nhiều em lựa chọn việc tự tử để giải quyết.